Rồi cả nhà, bây giờ ở cái video thứ hai này thì với cái trại này thì mới xử lý hôm bữa mùng mấy nha, mùng 9 á. Sáng mùng 10. Sáng mùng nay 12 ạ. Dạ dạ. Thì cái trại đây là ra nắm vào là chiều 14 là thu hoạch hết một lần. Dạ. Tối mùng 4 luôn, khai sáng rồi. Dạ bây giờ thì mời cả nhà chui vào cái động nấm này để cho xem thử như thế nào. Cái việc đầu tiên mà chia sẻ sơ qua đó cho hai thấy không, làm như cái rạp hát á, chia lưới xung quanh mua vải rất là dày, vải đây rất là dày nha cả nhà, tuy không bằng bao bố, không bằng bao bố đâu, nhưng mà cái độ dày vẫn có, giống như vải thun mình mặc bình thường á. Thấm nước nặng trịch này, toàn tiền cái này. Rồi bây giờ mình sẽ vào đây. Thì cái trại này thì hôm nay là lứa thứ hai phải không chú? Lứa thứ hai. Bữa nay đang xử lý là lứa thứ hai. À để con sẽ đi tham quan. Đấy, cả nhà thấy không? Chú, cái việc mà ở cái khu trại của chú là đều mái ngói hết rồi, là quá ok rồi. Thì chú đã xử lý thêm cái vải chi đây nữa. Rất là mát, vô này mát lắm cả nhà. Mát rất là tuyệt vời. Bây giờ thì để nắm rọi thử cả nhà. Mới có hai hôm mà nắm đã thấy cái li ti nó lên cũng có rồi chú. Đây. Đây, có một vài cái nó li ti nè. Cả nhà ha. Đây nè. Đấy. Có lên li ti rồi nè. Cả nhà thấy chưa? Đó. Có rồi đấy, vậy là bữa nay là trưa 12. Đây nè, à, rất là ok nè. Trưa 12 thì đến nếu như mà trưa mai mốt, sáng mốt là có hái nha cả nhà. Đều rất là đều. Anh thấy là ok đó. Đây nè. Sáng giờ chưa thăm cổ miệng chứ. Cổ miệng đã lắm chú. Rất là ngon. Đây, sẵn có cái bình cho hai rọi luôn. Wow, trời. Quá ngon. Đây. Wow. Đây nè, nó ra li ti đã. Wow. Ra thấy không? Ra, để cho con nhờ cái viên đấy. Đây cả nhà ha. Đấy, rồi cái lỗ nè. Ti trời. Cái nấm này là cần hái gần hơn một lạng nấm. Cái cổ, đây là cái cổ 34 nha cả nhà. Lứa này là lứa thứ hai chú hai xử lý, mà lứa đầu thì hái được nhiều không chú hai? Lứa vừa đầu là 2 tạ 7 đấy. 2 tạ 7 lứa đầu cho 5.000 phôi. Trại này 5.000, cả nhà thấy không? Ra li ti không? Đã. Cái đợt này bùng ngon hả chú? Sáng mai. Lứa thứ hai mà nó bùng con. Sáng mai. Cái này mà con nói cỡ chiều mai quay chiều đẹp. Mai quay cực kỳ đẹp ra, nó lú. Đã ra hả? Dạ, đây nó ra. Mưa luôn à. Nhìn nha. Ha, cả nhà. Châu. Ra như bữa ra như cái rừng luôn á chú anh, lứa đầu á. Hái mà mấy đứa nó quậy, cái sao hái mà còn hoài vậy. Ta nói trồng như thạch xanh này quá, trồng như con thạch xanh này chứ. Châu cái đai nó tiếc còn nước vàng rỉ nước vàng. Quá trời luôn. Nhiều. Quá tuyệt vời luôn. Đây con gửi mình. Giả là bữa là lứa đầu 5 thiên mà hái được 2 tạ 7 ha cả nhà. Hay cũng chúc mừng cho hai. Rồi. Bây giờ rọi kỹ không dùng pin thì bây giờ mình rọi sơ qua bằng đèn flash của máy quay. À, không biết có rõ hơn hay không. Nhưng mà nó ra cục nữa. À, mới xì hạt gạo á. Cỡ này mà tiếp nước nó thì phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Chú hai mới vừa tiếp nước nè. Là cái lúc mà nó nhú hạt gạo li ti nè, mình tấp nước vô cái mặt nấm của nó là nó giữ được cái lượng ẩm trong cái bịch phôi cũng như là ẩm cái cổ miệng, sau đó là trên cái mặt nấm đó nó cũng giữ được cái lượng nước á, rồi nó ra cái chùm nấm, nó nhìn nó đẹp lắm, mướt mát lắm cả nhà. Châu còn cái lỗ đây ra rồi. Đã quá trời. Đây. Nào cái cổ 34 thì nó lại như thế cả nhà, nhưng mà cái cổ 27 thì nó lại đều hơn, nó cứ lát đát đều. Thay qua bên đây, nãy giờ thì nấm mới có quay một luồng thôi nha cả nhà, chứ nên đầy từ 2 4 6 cái kẹ lận là 5 cái lối đi đấy. À, trại chỗ hai rất là sạch sẽ, trên ngói dưới nền bê tông rồi, ok rồi, khỏi bàn cãi rồi, quá xuất sắc luôn.
Nhưng mà chú Hai nhanh ra theo ô. Ôi bên đây chú Hai. Bên đây nó... Ủa chú rút trước hay rút sau vậy ông? Hay là... Một lượt luôn hả? Một lượt. Mà sao con thấy bên này nó phát triển nhanh hơn nè. Không để ý nữa, hồi sáng giờ còn lu bu. Chú thấy bên này nó lớn hơn bên kia không? Ở đây nè. Đây này, ngoài chỗ này lớn hơn nè. Con thấy bên này lớn hơn nè. Bây giờ mới chú ở đây mới phát hiện. Ú bên này nó ra li ti á. Dày quá. Mà sợ nhiều quá dài, con cũng nghĩ nó nuôi nhiều nắm quá nó không tốt. Vâng, wow, cái cổ mày muốn đậu được chứ bây giờ nó ra vậy mà giờ biết đâu chờ nó ra một cái chùm như thế này thì thôi chứ cả nhà nó nuôi sao nổi. Nó ra nhiều đế cho giờ biết chứ không. Trời ơi, nó ra li ti á. Đây nó ra này thôi chứ sao nuôi. Rồi thì đó là những cái vấn đề mà mình chia sẻ cả nhà. Chú Hai mới tiếp nước đó nè, ẩm nè. Đúng không? À. Quá tuyệt vời luôn cả nhà. Đây nữa nè. Ôi, đã lắm. Thì đó là những cái gì mà mình chia sẻ với cả nhà. Thì hôm nay mình vào đây mình quay hai cái video cho cả nhà xem. Thì khi xem thì cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp Nấm nha. Rồi chú Hai thấy đánh giá như thế nào về chất lượng phôi chú Hai? Như bữa giờ trồng lâu lắm rồi, lấy của con biết nhiêu đợt rồi đó. Bây giờ nói tóm tắt là rất là chất lượng, rất là ok. Nhưng đây chú trồng là con đã review rất là nhiều từ đầu đến đuôi rồi đó. Thì cả nhà cũng theo dõi chú Hai, cũng có nhiều khách hàng là vẫn muốn nói với con đó chú Hai, theo dõi sát sao. Vì có nhiều cái trại như thế này, mới đầu trồng lúc nào cũng đạt hết, trồng càng về sau thì năng suất nó càng giảm. Đúng không? Cái đó là do cái cách chăm sóc của mỗi người nữa, cái đó mình không trách được. À. Chứ thí dụ tôi bây giờ tôi làm nó có những cái thất bại một lứa hay là nuôi một lứa gì đấy, một lứa phôi, mỗi lứa phôi nó cái thời tiết, nhất là thời tiết mà nó nóng ấm mà mình không theo dõi nó kịp là nó trở mình cũng giống như mình mà trái nắng trở trời vậy, đông mình nhất mãi vậy. Nên không có khác nhau đâu, không chắc. Có nghiêm bước vô cái trại nấm mà cảm thấy nó dễ thở và nó mát là đảm bảo nấm ra ok. Mà bước vô trại nấm tự nhiên nó có một cái hơi luồng nấm ở trong trại nó đẩy ra, người mình khó chịu là coi chừng nấm ư liền. Đó là kinh nghiệm của bản thân tôi nói như vậy. Nó nuôi nấm này, nếu mà nói xa hơn thì ngày xưa mà các cụ nuôi tầm, làm ruộng ăn cơm nằm mà nuôi tầm ăn cơm đứng, nhưng mà làm nấm không ăn cơm đứng à. Mưa lắm chứ không có ăn cơm đứng đâu, ngủ đã vậy coi trại nấm nó. Thì con cũng chúc chú trồng được đạt và bán được giá cao hơn. Có một cái là khi sau khi sốc lạnh á, sau khi sốc lạnh xong là 12 tiếng hồi sau là tưới, tôi có cái hệ thống tưới cố miệng này. Đâu kìa chứ. À đây, ôi cháu sáng chế ra cái hệ thống tưới cố miệng. Là coi như quốc từ trên xuống dưới là coi như điều hết luôn. Đâu chú sơ qua ha. Bật mũi là coi như. Mà không thôi, chú mới tưới mà đúng không? Đây để con ra con review ở đây, chú thiết kế cái hệ thống đây, mới sáng chế ra. Tới giờ tưới cái hồ tưới nằm 4 mét không? Đây. Cái hệ thống đây là chú hàng, tức là chú giống như thay vì một cái bình xịt là có một cái ấy để xịt thôi. Bây giờ chú... Đây. Ồ, đã. Chú một tí nó mạnh lên nó xịt kìa. Chừng tí á luôn chú. Tí, nhưng tí. Nó ra đều luôn chứ. Tại dạ. Nó mới đầu. Dạ, tí nó mạnh á. Đây, để. Còn nó ướt cái miếng hè. Đây. Ở khi nó bị ngọt hơi á là mình mới điều chỉnh nó chút xíu. Dạ. Đấy, đầu đây là đây, thì rồi. cũng như là một cũng à, như là cái bình xịt nhưng mà đấy. Chú thiết kế nhiều cái con xịt, nhiều cái bét xịt. Đây tới 2 4 6 8 10 12 cái bét. Cái này tưới vô cổ miệng đã xuống. À, ôi giá là cầm cứ vừa lên vừa xuống là nó nhanh, nó nhanh đấy nha. Nó nhanh mà tí không có sót một miệng nào. Dạ, ôi, dạ đây à. Nên là mỗi người có mỗi cái cách sáng tạo riêng. Chứ không ai giống ai đâu. Về cái cơ bản thì về cái hình dung cơ bản chung á thì ai cũng như ai rồi, nhưng mà còn mỗi người trong cái quá trình chăm sóc nó có một cái sáng tạo riêng, giống như cái trại của Tiến á, còn mới quay á chứ này. Bây giờ Tiến làm một cái phòng sốc lạnh luôn. Phòng sốc lạnh mini luôn, gắn máy lạnh con vừa nãy ở dưới là vừa gắn xong luôn á. Đấy, thì mỗi người thôi. Đây chú Hai đang làm thêm nè. Đây. Cả nhà ha. Đang hàng thêm đó. Ở đây có cái lồng cu nhưng mà giờ chú Hai hết nuôi rồi. À nên bỏ. Giờ làm cái trại mấy hàng đầy đủ ở đây nè.
Ôi, nuôi trồng nấm mà sát cái hồ cá này là quá tuyệt vời luôn, mát mẻ luôn. Đây, chúng ta làm cái thêm kệ quá trời ra cả nhà, sắt nhiều lắm. Đấy. Sắt thấy đây nè. Đây cái vườn dừa tiên tiểu của chú hai thì nấm có đã review cho cả nhà rất nhiều đấy, sắt nè, chuẩn bị chú hai làm kệ tiếp đó. Sắt còn kệ trong khi đó còn dư kìa. Chú hai đang chuẩn bị nhập về thêm 20-30 ngàn nữa. Đây cả nhà ha. Kệ. Còn đây là vườn dừa tiên tiểu thì phục vụ. Đây. Tiếu ra. Vườn dừa tiên tiểu. Rồi. Đúng chưa? Vườn dừa tiên tiểu ở thời gian phục vụ như thế. Ở đây là khu Bình Thành nha cả nhà. Chỗ ngang Phú Lạc á. Rồi, đây. À quên nhắc lại cho cả nhà xem một lần nữa, đó là khi chú hai chia nhưng mà vẫn chừa trống ở trên, cả nhà thấy một khoảng trống à, để cho thoát. Không chia tức là nấm, khuyến khích cho cả nhà là chia từ cái mặt nấm này trở lên thôi là tốt hơn. Ví dụ như là cái đỉnh của mặt nấm mình nó cao đây. Đấy. Ví dụ như cái đỉnh của mặt nấm mình nó cao cơ đó, mình chia lên cao thêm cỡ chừng 20 thôi là được rồi. Đó, thì vẫn đồ hở, bên kia thì hơi chú hai chia hơi kín nhưng mà mặt bên đây thì thoáng nè. Mà cái này là trống lỏng, trống nè, trống chừa rất là rộng nè. Đó. À, cả nhà lưu ý nha, để cho nó thoáng nè, dù gì nó cũng lấy oxy nó phát triển nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này. Chúc cả nhà sức khỏe, thì khi xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Nhớ like và chia sẻ giúp nấm là được rồi. Ha, được không?